chào tất cả mọi người nha. Nhị mày. Trong ca ơi. Thì hôm nay anh em mình lại tiếp tục mần clip cho mọi người xem. Từng cái thằng này ấm bu ra rồi, ấm bu ra, ấm bu nói chuyện. Để chú, để chú. Thì hôm nay tình hình là mình đừng ai á. Đừng cái thằng này. Nên là hôm nay là mình mới nhận được một cái món quà mọi người. Món quà này hơi đặc biệt đó nha Huy. Mày biết tao nhận món quà gì không? Ngon hả? Quà 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 bên có. Quà bên Mỹ gửi về luôn. Ngon ngon vậy. Ông mình tình hay là ông mua đồ về ông gói rồi ông nói chào anh Mỹ đồ. Hay là ông mua đồ về ông gói rồi ông nói chào anh Mỹ đồ. Để tao kiếm ra. Đừng có xíu ra nha. À bên đây có tiếng Anh nè. Cái gì nói chung nó lạ lắm. Đó, thấy không? Ui, có chữ bưu điện Việt Nam nữa nãy. Thì bên Mỹ gửi về Việt Nam mình mà. Thiệt là mấy bạn. Thì thật là có một chú ở bên Mỹ á mọi người. Người Việt Nam mình nhưng mà qua bên Mỹ định cư. Thì chú có gửi tặng cho mình một món quà. Thì chú nói là chú không có nói là món quà gì hết. Chú nói là về Việt Nam con mở ra đi. Thì con sẽ bất ngờ là món quà gì. Thì mình cũng nghe bây giờ thì mình sẽ review cái món quà này từ chú ở bên Mỹ gửi về cho mình. Đó thì chú ngại không có muốn mình nhắc tên chú lên. Thì tiện đây con xin cảm ơn chú trước về cái món quà ý nghĩa của chú nha. Đó thì bây giờ Thiết nó cầm máy cho mình khui thử cái món quà là như thế nào nha mọi người. Coi thử cái gì hôm nay bất ngờ. Cái đây nè. Đây nè đó. Chú gửi cho mình từ Mỹ về đây nè. Dòng tôm mình đây nè. Ôi đồ ăn á mày. Hình Văn Kha. Nó tháo ra nhanh nhanh đây. Ăn. Đó còn địa chỉ bên chị lại nha. Đó bên đây nè. Đó hàng của Mỹ đang hoàn thành, của Mỹ gửi về USA. Rồi mày ra mày cầm máy mày tao 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 tháo đồ ấy. Rồi bây giờ là mình chiếc khui bóng qua ra cho mọi người. Đây cái dao, dao này bữa mày tặng tao nè mày. Ôi con bô đứng lên gáy luôn rồi mày, hay với ta giỏi á con. Dao này bữa mày tặng tao. Dao này bữa mày tặng tao mấy chức năng, tao bảy chức năng đúng không? Chức năng có cái kéo mày, tao kiếm cái kéo tao móc ra coi. Móc ra cái kéo luôn đây. Rồi cái kéo mình cắt ra nha mọi người. Đó, hồi hộp có biết cái gì hôm nay mày? Thì mày nghĩ cái gì? Thì chắc chú tặng cái gì cũng đặc biệt lắm. Tao cũng không biết nữa. Để coi thử cắt ra. Đó. Công nhận cái kéo này nó bén thiệt mày. Đó, nghĩ ra nè. Ồ, nguyên một giấy này luôn này. Ồ, có chữ Google nữa mày. Phải Google không? Phải không? Phải không? Ebay gì đó. Gì đó. Đẹp biết anh không à? Đâu đưa cho các bạn xem á, các bạn không nó bạn nó mày đồ mày chơi xấu thì... mày đi. Hàng mình cho thật cho USBES. Ở Mỹ. USA đúng không? Ebay gì mà còn cái mặt này mặt gì ta? Ui. Hộp dưới ta. Ủa nó thấy nặng nặng mày. Hình như là sắt thép chứ không có. Sắt gì á? Ủa sao? Rồi chụp ra đó. Chụp chưa? Chụp rồi. À đấy, này không mày cao tắt mày chụp luôn hả? Tao hay đó. Tự rồi, bây giờ là chụp ảnh xong rồi, bây giờ là mình sẽ tháo ra nha mọi người. Này tháo ra thôi. Wow. Còn luôn ở trong đây. Wow. Cái gì vậy? Gì vậy? Nặng như ta. Chút xíu mà nó nặng lắm mọi người. Đây mình thử nha. Ồ, từ từ. Hộp. Không biết cái gì luôn á. Ủa. Cái gì vậy? Quá. Wow. Ủa cũng một cái dao như mày luôn này Huy. Ủa mình nó bự hơn cái của mày này nhưng mà mình thấy là nó bự hơn cái của của tao cho mày mấy bữa. Đúng bự rồi. hơn cái này mày cho tao bữa là bao nhiêu chức năng ta? Bảy chức năng cái này bao nhiêu chức năng ta? Mày sao dày dữ ta? Ủa tao nghĩ chắc phải mười mấy chức năng á. Là chú tặng mình một cái con dao này nè mọi người, dao sinh tồn á. Đúng rồi, chú nói cái con dao tao, này tao coi thử cái nước nào các bạn. Mày lật cái dao đó lên coi cái dao nhỏ của mày là có cái đây là thụy sĩ nha các bạn. Đúng cái rồi. Này là dấu tích của thụy sĩ. Đúng rồi. Còn con dao này của nước nào thì mình không biết, nhưng mà không có cái hiệu của gì hết á. Không có cái hiệu gì luôn. Thì giờ gõ ra review cho các bạn xem nói thôi. Chung là chú nói là cái món quà này nếu mà tỷ giá tiền Việt Nam mình là trên 2 triệu á Huy. Để mình tháo ra thử nha. Mà cái này chức năng này hình như nó có cái giống chức năng này nè, chắc chắn là nó có mấy chức năng giống này đúng không? Hình như nó có cái chức năng khui này khui kia đúng không? Rồi. Mày chờ tao chút nha, tao chạy tao đi kiếm tao mua cái gì về xong rồi mình khui nha. Rồi tắt đi. Mua mấy lon bia về uống luôn, rồi khẳng khui luôn. Chạy đi mua nãy giờ mày.
Tao chạy mua nó giờ mà không có gì hết, nó có cái này. Sao mày mua bia đồ? Tao mua tính mua mấy chai bia giờ đấy khui mà không có bán bia chai nữa, tao bán bia lon không à. Bữa nay tao chơi sen tao bán bia lon. Bây giờ mình có cái hộp này mình khui được rồi. Với lại hình như trong này nó có chức năng kéo này thôi. Mình đắt mình cắt thử. Để bây giờ mình khui ra thử nha. Cái này theo mình biết là phải mười mấy hai chục chức năng đây nha mọi người. Thấy nó nặng lắm. Cái này cái dao này thôi. Bẻ thử giấy ơi. Đó bây giờ mình thử miếng giấy này nha. Nhìn nó là bén lắm, hàng của nước ngoài là bén lắm. Đây nè, cắt thử miếng giấy này nha mọi người. Ôi, từ. Phải khít xếp lại cứng mình cắt nó như này nè. Wi, rớt giấy luôn. Wi. Bộ nó bén thì có chỗ không? Một chức năng. Là một chức năng dao đúng không? Thử chức năng này. Chức năng thứ hai nè. Cái này cũng có dao luôn không ơi? Dao luôn mà gọi dao nhỏ. Dao nhỏ thì cũng dao luôn thôi mình lấy đi. Này gì? Vũ ngón tay hả? Trời, vũ ngón tay. Mày cái mỏ mày có dính vào tao vũ chưa? Ba chức năng mọi người. Đây là kiếm chức năng nào móc ra đó. Wow. Chức năng là gì ta? Chức năng này là theo tao được biết là chức năng bào của dành cho thợ mộc á. Vậy hả? Vậy mình không có sử dụng chức năng là được rồi. Bào rồi á. Dít tiếp. Cẩn thận nha. Nó ấy cũng chức năng đó là chức năng khui khui rượu quen đúng không? Chức năng khui rượu quen, mình không có rượu quen, mình có khui. Chức năng tiếp theo. Wow, cứng lắm. Cứng mày ơi. Nè, chức năng nói gì tao cũng không biết nữa. Rồi, không biết mình bỏ qua đi. Wow. Tiếp chức năng nữa. Chức năng gì ta? Gì cũng bó tay luôn á. Tao lạ quá mọi người. Nhiều chức năng mình không để ý tới gì luôn á. Đúng không? Không biết là cái gì luôn. Coi. Nó nhiều lắm mày ơi. Có chức năng đốt lửa không? Được, để tao kính, coi thử. Kính lấp. Để tao coi thử coi có. Chắc có. Nghĩ là sẽ có chức năng kính lấp các bạn. Cái này cái kéo nè. Đó, cái kéo thì này. Cái dao mà mày tặng tao cũng có nữa, thấy không? Cái chen luôn nè. Đó. Đó, tiếp tên mọi người. Để lát mình khui lên là mình tính lại thử bao nhiêu chức năng nha. Đây. Cái này là gì? Hình như khui bi đúng không thôi? Đúng rồi, khui bi á. Khui bi đúng không? Không khui bi mà đâu có bi đâu khui. Đây nè. Chức năng khui bi nha mọi người. Khui bi á các bạn. Đó. Đó, cái lớp á. Cái lớp này. Cái này là mày nói, một bữa mày nói với tao sao quên rồi hơi. Đem ra và ánh sáng hội tụ cháy tờ giấy luôn. Cháy tờ giấy luôn. Thử ấy đi ra đây thử này. Làm thử, liền cho thử làm liền cho thử. Để mình kiếm tờ giấy nào ơi. Mình ra nắng mà thử. Đó. Đó, mình ra mình thử nha mọi người. Ra đó. Thử. Này đang nắng này. Nắng này chưa có tươi lắm mình đây hết, đây hết. Các bạn, mình vừa khám báo suy nghĩ ra một cái ý tưởng này rất là hay. Một cái dao của bên ông chú gửi đúng đây. Không? Thằng Huy nó cũng có một cái dao nữa mọi người. Một cái này cũng 15 chức năng y chang như cái đó. Y chang hai cái gì đó. Nhưng mà cái của mình thì nó có sự khác biệt, con cái là nó có ký hiệu của Thụy Sĩ. Đúng rồi. Và một cái kính lúp siêu bự. Kính lúp này hai. Kính lúp đúng cái đúp luôn đúng không? Bây giờ mình nếu mà cái này á, là nếu theo như là cái gọi là cái sinh tồn á, là mình sẽ sử dụng cái này mình lên rừng không cần đeo quẹt mà hội tụ ánh nắng để mình làm thức ăn. Bây giờ mày sẽ cầm mày qua đây. Mày sẽ cầm tao tại biết sao không? Tao ngồi trong mát, tóc không có. Mày sướng vậy? Nó cháy tóc. Lúc nào mày vô tư vậy? Nè nè, mày sẽ cầm hai kính đó. Tao soi vô đúng không? Mày hội tụ nha. Rồi. Âm mình trồng như được không? Không, mày hội tụ riêng ra để tao canh đúng không? Để tao đánh giá được hai cái dao nó có sức hội tụ như thế nào. Ồ lũa, hội tụ không có một cái ánh nắng vô luôn. Không trời. Không chói xuống dưới đây. Đắp cái mặt qua thử coi. Không thấy ánh nắng luôn. Ôi. Sao không thấy con này? Các bạn xem này, xét vô các bạn. Cháy nè, kính lúp nè, bốc khói, chuẩn bị cháy. Này đó, này không thấy hội tụ ánh nắng nè, nó nhỏ quá ta. Đây, hội tụ vô cái bông gòn cho các bạn xem. Ủa mày hội tụ đấy. Có sự so sánh chứ, ủa sao. Thấy rồi. Thấy rồi hả? Thấy chói xuống nè. Thử nó có cháy không? Kính đó chiếu vô màu trắng nó không bao giờ cháy. Không, nó cái kính này mình ánh sáng. Kính này mình chiếu vô nó ấy thì nó ánh sáng nhỏ quá. Chén này chiếu xuống nó nhỏ quá. Ủa sao cháy ta? Lâu vậy ta? Đó, khói. Vậy là kính lúp của tao cầm là nó có hiện tượng bốc khói rồi sao? Kính lúp của hai cái dao tao mày chưa có gì hết á. Chưa có gì hết luôn. Chưa có gì hết á. Để mình phóng tầm xa cỡ đây là nó mới bốc khói được. Tầm xa thì lại không thấy, chỉ phản chiếu luôn này mày.
Hình như kính này nhỏ quá, tầm xa không thấy được. Nè thấy không? Hai dao của tao với mày không có cái ánh sáng chiếu xuống, mà cả kính lúc đó lại có. Thấy không? Ừ. Tại vì cái kính kia nó nhỏ, cái kính lớp nó bự hơn. Ừ, chắc nó nhỏ quá là hội tụ không nổi á. Ủa còn cái kính này hội tụ nãy giờ không thấy lửa, khói gì đâu trời. Hay là nắng chưa đủ nóng ta? Đâu, hội tụ như thế này thử coi. Chưa đủ nóng hay sao quá trời. Nắng chưa đủ nóng. Cháy liền này mọi người. Cháy kìa. Hay dữ ta. Ủa sao vậy, làm gì hay vậy? Hội tụ là nó còn một cái điểm sáng nhỏ nhất. À. Điểm sáng càng to thì cái độ đốt cháy càng thấp. Vậy hả? Điểm sáng càng nhỏ thì nó sẽ mức độ nhiệt nó sẽ hội tụ càng cao. À. Đó, con này thấy chưa? Cái đốm đen này, đốm trắng này thấy không? Càng nhỏ nó càng cháy nhanh này thấy không? Ừ. Ồ khói rồi đó. Cái dao này vẫn không có gì hết. Không cháy được. Vậy là cái dao cái hội tụ nó yếu. Mình quá. Mình thử này con này. Cho mọi người xem đây nè. Thấy chưa? Cái điểm hội tụ này. Ừ. Nó có thể đốt cháy được cái này thấy chưa? Cháy luôn. Cháy luôn không? Cháy luôn. Nhưng mà cái lửa của hai cái kính trong hai cái dao này nó rất yếu. Yếu quá. Rồi tụ không nở. Xác định là không có đốt cháy được bằng hai cái kính này nhỏ quá. Ừ, nhưng mà cái lớp này cái lớp nó to nó hội tụ được ok. Thì giờ nãy giờ là thật sự cái kính mình thử nó không có cháy được mọi người. Đúng là cái này kính lớp nhưng mà lớp nhỏ quá, hội tụ ánh nắng không đủ để nó cháy cái quạt gì đó. Chắc có thể nó cũng cháy nhưng mà nó cháy nhưng mà nó lâu rồi mọi người. Nhưng mà mình không có đủ thời gian. Thì nãy giờ có Huy xuống vừa nó xuống nó cầm máy cho anh em mình. Đây. Tốt nhất là các bạn đi rừng đừng gây chắc cái dòng này. Ừ đúng rồi, bây giờ tốt nhất là đi một việc đi. Đây, tới chức năng tiếp theo. Nãy gì Huy? Ủa nãy cái chức năng nó mày khu bi mày khui ra là mà đúng không? Chưa chức năng này không phải khu bi, chức năng này không phải khu bi đâu. Khu cá, khu cá. Mình biết là khui cái hộp lon. Khui hộp lon không? Đúng rồi, giữ cái này nè. Đây nè, mình thử nha. Đục bén lắm mày ừ. Đó, mình thử khui lon nha mọi người. Khuôn gì đúng không? Gì đúng không? Không. Đúng không Huy? Đúng không? Đúng rồi. Rồi bây giờ mình thử nha mọi người. Đẩy lên. Đó này. Tờ xích tớ đẩy tớ đẩy tớ. Đó rồi này. Đây là mọi người khu nè. Đó nó lủng nè. Đó thấy không? Đó thấy không? Đó nè. Đó khu hết cái dòng bắt đầu mình nắm mình rút lên thôi. Đơn giản thôi. Đó. Cái đây mình rút cái bung lên thôi mọi người. Rồi biết là nó khu được rồi đó nha. Rồi vậy thôi. Đúng không? Rồi cái lon nó cũng đâu cần phải khui đâu. Ừ mình nắm mình giật lên giật lên nè. Ừ. Nhưng mà cái chức năng này đúng là khui. Không, cái đó lần đầu mình up cái đít á, mình khui cái đít xong mình lật lại là mình gỡ kia lên. Rồi, bây giờ coi còn chức năng nào nữa này. Để gì? Tụt vít hả? Ừ. Đây tụt vít để dặn ốc mọi người. Đó, một cái nữa. Wow. Tiếp theo cái gì đây? Cái gì đây ta? Ủa cái kềm. Sao cái dao của tao không có, cái dao của mày. Nhà mày có kềm, nhà mày có kềm không? Không. Hình như cái dao tao nó bự hơn nhà mày đó mày. Nó nặng hơn. Ừ, cái dao tao nó bự hơn nhà mày, tao không biết cách lấy cái kềm ra nè. Cái đầu này nè. Lấy một cái cây khác. À, gỡ cái vít ra móc lấy lên. Lấy cái này móc lên nè. Ừ. Đó. Đó, ồ cái dao này có kềm. Ồ, dao của Huy không có kềm mà dao mình có kềm nhưng mà. À. Cái đó nhổ răng được. Nhổ răng đi. Rồi, còn cái gì nữa này? Còn cái nữa. Còn nữa mọi người. Đó mình khui lên nè. Để lát mình tính thử bao nhiêu chức năng nha Huy. Cưa bén lắm nhìn cưa cưa ui cái cưa mọi không người. Phải là cái cưa, cái đó là làm giấy cá. Làm giấy cá hả? Ừ. À này để làm giấy cá mọi cũng người cũng có thể dùng để cưa luôn. Rất là nhiều cưa chức năng được, nó không có bén. Để coi đó cái cưa còn đó. Cái cưa nữa nè, cái cưa đây mọi người, cái đó nó sắc, cưa sắc lắm, sắc kinh khủng luôn. Cưa thử ơi. Cái cưa miếng sốt, cưa miếng sốt này, cưa miếng sốt này sắc lắm, thấy không? Nhẹ nhàng thôi. Cưa người ta cưa cây không lấy mà cưa miếng sớp. Mình nhẹ nhàng thử thế nào á. Cưa cây mỏng này, cưa cây mỏng này. Đó. Cưa này. Vậy sao đối lập phải thẳng lên. Không, mình thử nhẹ nhàng thôi. Thấy không này. Mọi người xem đây. Thấy không? Chút xíu đâu mà nó vô một lỗm thấy không? Đó. Một cây cưa. Wow. Phải nói là cây dao này đa chức năng hơn mày đúng không ơi? Còn mình có coi còn chức năng nào nữa không mọi người? Đó. Còn cái nữa, còn cái nữa. Cái đó cái gì á? Không phải cái gì. Để tự đúng không? Ờ để tự chứ không phải. Ờ, cái này để tự mọi người. Rồi bây giờ mình tính nha. Hết rồi đúng không? Hết rồi hả? Hết rồi. Còn gì nữa ta? Còn cái thân dao. Còn cái thân dao nữa. Ừ. Hết rồi. Còn xí răng nữa. Còn xí răng nữa. Ừ. Xí răng đâu ta? Đây này, màu trắng này này. À bung lên là xí răng hả? Thăm xí răng. Được không? Để mình thử bung lên đấy. Tại dao Huy nó có cái này để xí răng nè mọi người. Ôi trời. Ôi. Luôn rồi. Mày qua đây. Đây là một cái tập gì đó.
Đây là cái tâm dưới răng mọi người. Đó. Xỉ xong rồi đốt rửa sạch sẽ đốt lại. Cái này mình xỉ xong đốt luôn. Không nói chơi chứ sao đốt được. Xỉ xong mình nhét lại mọi người. Nhưng mà ăn này bữa nay thôi ăn thôi, răng có đâu xỉ đâu. Ăn xong nó để nghỉ 3 ngày 3 đêm quánh răng là nó thơm. Chơi chỉ thế đó. Đó bây giờ bắt đầu là mình chỉ tính nha mọi người, mình tính bao nhiêu chức năng nha. Ngày 1 nè. 2 này. Đó 2 này. 3 này. 3 này, 4 này. 5 này. 6 này. 6 này. 7 này. Đó, 7 này, 8 này. Đó, 8 rồi nha. Tới đây 3, tới đây 4 là 7, này nữa 1 là 8 rồi. 9 nè. 9 là cái này, kính lúp nữa 10. Đây. Kề 11. Kéo 12. Vũ móng tay 13. Cái cưa 14. Cái chà móng tay nữa 15. Cái dao nữa 16. 16 chức năng luôn hả? Nó hơn mình một chức năng đúng không? Đúng rồi. Nó hơn mình một chức năng cơm. Đó là cái cơm. Đó. Là cái dao này 16 chức năng mọi người. Đó. Phải nói là nó rất là hiệu quả cho mình khi mà mình sử dụng tới những cái công việc gì mà cần tới những cái thứ này mọi người. Nó đơn giản thôi. Nhỏ gọn. Khi mà chú gửi vào cho mình thì chú không có nói cái gì hết. Nhưng mà khi mà chú nói cứ con cái gì năng con khui ra đi thì con chỉ biết bất ngờ. Chú kêu không cần cảm ơn chú nhưng mà thật ra con cũng cảm ơn chú nha. Chú ngại không muốn con nhắc tên lên thì con cũng xin nhớ. Con xin nhớ tên chú. Thì con cảm ơn chú rất nhiều luôn. Đó thì bây giờ là cái dao của mình nó đến đây như thế này thôi. Đây nè, cái dao này dao thép nó tặng mình. Rồi cái dao của thép này, cầm dao này. Ê, giờ chú tặng cho tao cái dao này rồi. Cái dao này mày tặng tao đúng không? Bây giờ mày tặng tao thì nói chung là tao tặng lại cho người khác thì phải qua ý kiến mày. Đúng không? Bây giờ mày tặng tao, tao tính lấy cái này, tao tính lấy tao tặng cho người khác nhưng mà không phải tặng cho ai xa lạ, tặng cho Huy giống vừa rồi. Rồi. Rồi cho cái dao này tặng cho Huy giống vừa cho mọi người đây. Bạn mình tặng cho bạn cái dao. Đó, bạn nêu cảm xúc tự coi thử khi mình tặng cái dao này thế nào. Vui với bạn tự nhiên. Mình xuống đây cái bắt mình cầm cái quay có chút xíu là được tặng cái dao. Còn nó vui mà nó tiếc tái. Đó là may mắn luôn nha. Vui. Cái dao bén thì cũng bén lắm, kéo đó, cái đó bén lắm bạn. Rồi, cầm mấy giùm mình cái. Ngon quá. Thì ok thì cái dao mình nhận được từ chú rất là món quà. Tuy là nói chung là đối với mình thì tiền nó cũng đúng, nếu mà trị giá là hơn 2 triệu đối với mình nó cũng lớn rồi mọi người. Mày cho mình cũng cảm ơn bạn Kha rất là nhiều nha tất cả mọi người. Rồi. Thì bây giờ nói chung là mình cũng phải dừng clip đây mọi người, nó giờ nó dài rồi. Đó bây giờ mình chỉ đem con dao mình cất thật kỹ nha, cất thật kỹ nha ơi. Lâu sạch mua cái sắt. Bỏ vô luôn. Cái sắt có 1 triệu mấy thôi. Ừ. Cất con dao thôi. Mua cái sắt mày cất cho tao. Ờ đúng rồi. Nói chung là quà của quà của người khác tặng mình phải nên giữ cho thật kỹ nha mọi người. Đó đừng để mất. Đồ mình mua thì mình có thể mất được chứ đồ người ta tặng là mình không thể nào mất được. Đó một lần nữa là con xin cảm ơn chú rất nhiều nha. Đó gấp bây giờ là con cất kỹ để khi nào con cần sử dụng con lấy ra con sử dụng. Rồi bây giờ anh em tụi mình cũng xin dừng clip ở đây thì cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian quý báu ra để xem cái clip review con dao của mình nha. Bây giờ thì qua một ngày mới không có gì hơn. Quỳnh Kha TV xin chúc tất cả mọi người vui khỏe thành công trong cuộc sống nha. Bây giờ anh em tụi mình xin dừng clip đây và hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo nha. Bây giờ thì bye bye, bye, bye mọi người.